Xin chào tất cả các bạn đến với channel học tiếng Trung của Phương, và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lần đầu tiên đi du học Trung Quốc bạn sẽ phải mang theo những cái gì. Và đầu tiên thì chắc chắn bạn phải mang theo tiền rồi. Thứ nhất là bạn cần có tiền dạng visa này, tiền khám sức khỏe này, tiền mua sách vở, đại loại khoảng 1.000 tệ khoảng 3.3 triệu. Và tiếp theo thì các bạn sẽ cần phải mang tiền để mua những vật dụng cá nhân như là chăn, màn, gối, dầu gội, bàn chải đánh răng. Những tiền đó thì khoảng 500 tệ là khoảng 1.6 triệu. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải đóng tiền vào thẻ ăn. Các bạn sẽ đăng ký một tấm thẻ ăn và sau đó nộp tiền vào. Và trung bình thì các bạn sẽ nộp 100 tệ một lần, hoặc nếu bạn nào lười thì có thể nạp 500 tệ một lần. Và một bữa ăn sáng thì sẽ dao động từ khoảng 5 tệ cho tới 10 tệ hoặc 15 tệ tùy theo món các bạn ăn. Ăn trưa thì cũng khoảng 10 đến 15 tệ, 20 tệ, đấy là tùy khẩu phần ăn của các bạn thôi. Nó cũng không đắt hơn so với Việt Nam là bao nhiêu đâu. À, còn một cái nữa là các bạn có thể, nếu các bạn đi siêu thị ở trong căng tin ấy, thì các bạn có thể dùng cái tấm thẻ ăn đó và quẹt tiền để mua đồ dùng hay là mua hoa quả, và sau quẹt cho đến lúc nào hết tiền thì bạn lại nạp tiếp. Và các bạn sẽ phải chuẩn bị 100 tệ để mua SIM Trung Quốc, và hệ thống quản lý SIM của Trung Quốc khá là chặt chẽ nên bạn phải mang theo hộ chiếu của bạn thì bạn mới có thể mua được SIM điện thoại. Sau đó là các thầy cô sẽ dẫn các bạn đi làm thẻ ngân hàng. Làm thẻ ngân hàng thì sau khi bạn hoàn thành làm thẻ ngân hàng xong, bạn có thể tải các ứng dụng thanh toán qua điện thoại như là Alipay, Tfu Bảo hoặc là WeChat. Thì sau đó khi các bạn đi chợ hay đi siêu thị hay đi bất kỳ đâu, các bạn thanh toán đều có thể dùng chiếc điện thoại của bạn, chỉ cần quét mã QR và thanh toán, rất là tiện lợi. Và như vậy thì mỗi tháng khi bố mẹ bạn cần phải gửi tiền, người nhà bạn gửi tiền cho bạn, thì các bạn chỉ cần gửi tiền qua những cái người trung gian làm đổi tiền, chuyển tiền từ Việt Nam sang tiền tệ hoặc tiền tệ sang tiền Việt Nam. Những người trung gian đó sẽ giúp bạn đổi tiền và các bạn chỉ cần trực tiếp, tiền sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của bạn. Và sau đó bạn dùng, khi bạn cần thanh toán bất cứ thứ gì thì bạn sẽ dùng cái chiếc điện thoại của bạn và quét mã để thanh toán. Hầu như là mình không cần phải dùng tiền mặt đi, trừ khi là các bạn đi xe buýt hoặc là các bạn đóng tiền ăn thì sẽ cần dùng tiền mặt. Còn hầu hết các bạn đi mua đồ bất cứ thứ gì đều có thể dùng chiếc điện thoại để thanh toán. Tiếp theo là đến khoản bạn sẽ mang những cái gì. Nếu mà quần áo, giày dép thì mình khuyên là các bạn không nên mang quá là nhiều, vì các bạn sang Trung Quốc sẽ thấy là cái hệ thống mua sắm quần áo trên Taobao, trên Tháo Bảo đó, ở Trung Quốc rất là nổi tiếng và rất là đông người sử dụng. Và thực sự là giá cả sẽ rẻ hơn ở Việt Nam rất là nhiều và mẫu mã đa dạng, nên các bạn không cần phải mang quá là nhiều quần áo, vì các bạn sang Trung Quốc sẽ mua rất rất nhiều quần áo. Giày dép cũng như vậy, vì họ có những cái đợt khuyến mãi sale rất là nhiều. Tiếp theo là thuốc, và bên Trung Quốc thuốc rất là đắt và chi phí đi viện cũng rất là đắt, nên là các bạn nên mang theo một số thuốc thông dụng như là cảm cúm này, sốt này. Còn đặc biệt là cần phải mang theo thuốc đi ngoài, vì đồ ăn bên Trung Quốc lúc đầu bạn sang ăn sẽ cảm thấy là không phù hợp với dạ dày của mình, vì đồ ăn của họ sẽ cho rất là nhiều gia vị này, dầu mỡ này, nên là các bạn sẽ cần, nên là để cho cái dạ dày của mình quen ấy, thì các bạn sẽ cần phải mang theo thuốc đi ngoài rất là nhiều. Như mình mới đầu sang thì mình sẽ mất khoảng 1 tuần đi ngoài, sau đó mới có thể thích nghi được, vì đồ ăn Trung Quốc khá nhiều đồ cay, nên các bạn cũng cần phải cẩn thận và nên mang theo những cái thuốc để đặc trị những bệnh mà Việt Nam các bạn mắc những cái bệnh đó. Vì mình cũng chia sẻ như mình đã nói rồi đó, thuốc ở bên Trung Quốc rất là đắt, và các bạn nên bảo vệ sức khỏe, không nên ốm đau vì đi vào bệnh viện chi phí rất là đắt. Một cái tip cho các bạn khi di chuyển, các bạn nên đi thuê xe đạp điện hoặc xe máy điện ở trong trường thay vì đi xe buýt. Đi xe buýt thì khá là rẻ, 2 tệ một lần, nhưng mà các bạn thuê xe đạp điện thì khoảng 5 tệ một tiếng, các bạn có thể đi được nhiều nơi và khám phá nhiều ngõ ngách. Các bạn có thể đi ra siêu thị, đi ra chợ để mua sắm, đúng không nào, hoặc đi ra công viên. Còn nếu các bạn đi buýt thì các bạn phải nắm rõ được lộ trình của điểm buýt đó đi đến những đâu và họ sẽ dừng tại đâu. Và khi mình mới sang, mình chưa quen thì khả năng mình sẽ không biết được, hoặc là mình sẽ không biết nói với bác tài xế là mình muốn đi đến đâu, nên mình khuyên các bạn là nên thuê xe đạp điện. Thứ hai là xe đạp điện nó sẽ không phải đi bộ, vì buýt các bạn phải đi bộ từ trong ký túc xá ra đến ngoài cổng trường. Nhưng mà có một điều là khi các bạn đi xe đạp điện, các bạn cũng nên chú ý vạch pin của họ,
vạch pin của nó, nếu mà cái vạch pin của nó các bạn đi quá nhiều và các bạn không nhớ đường về thì khi hết điện ở giữa đường là rất là vất vả, thì các bạn phải gọi gọi cho cái nhà thuê xe đạp điện đó và nói địa chỉ của bạn đang ở đâu, và họ sẽ đến, họ sẽ mang xe đạp điện khác đến để thay cho bạn, nhưng mà như thế sẽ khá là phiền phức. Giá cả siêu thị và khu chợ trong thành thì sẽ rẻ hơn là giá cả những siêu thị và khu chợ trong trường, vì khu vực trong trường sẽ đắt hơn một chút. Và 1 tệ thì sẽ tương ứng khoảng 3.300. Giá thực ra là cái mức giá nó sẽ không chênh lệch so với Việt Nam là mấy. Nó sẽ đắt hơn nhưng mà không chênh lệch hơn quá nhiều. Và sơ sơ thì đây là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Và khuyên chân thành các bạn là đi sang Trung Quốc sẽ không cần phải mang quá nhiều đồ, vì bên Trung Quốc rất là tiện lợi, thuận tiện và các bạn có thể mua tất cả những gì bạn muốn với giá cả rẻ hơn Việt Nam khá là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.